Chào em, cháu Lòng Trái Cây. Dạ, chào bác. Dạ, em là Tú ạ. Chào Tú. Vâng. Anh là Bằng. Vâng, nhà cháu biết bác từ lâu rồi ạ. Liên gia liên vách với nhau mà chả mấy khi gặp nhau. Hôm nay thảnh thơi ta giao lưu với nhau một tí nhỉ? Vâng ạ, có mấy lần cũng định hỏi. Nhưng mà thấy nhà bác cao to đẹp trai quá, không dám ạ. Đấy, cái nhà này là chính anh xây dựng lên. Đó. Trước khi anh về hưu đấy, thế à? Đó, và nói là cô ấy là vợ anh ấy, vâng. Mang tiếng là làm ở công ty này, công ty nọ, vâng. Nhưng mà tiền năm không bằng cái đinh đối với anh. Thế à? Ở công ty ngày xưa mà anh hét ra lược, lính trắng là cứ sợ anh một phép. Ôi dồi, một mình bác mà xây lên cả một cái cơ ngơi này thì là quá giỏi rồi. Cái ngày xưa chắc là ở trong quân ngũ ấy, bác phải làm những cái cấp tá nhỉ? Chỉ huy cả một trung đoàn đấy chứ bác. Thế mà bây giờ đầu tóc lại nhẵn thiên thìn thìn thế này, có khi phải lên đến tận những cấp tướng ấy chứ chả chơi nhỉ bác nhờ. Còn hơn thế nữa. Anh là phụ trách ở tổng công ty Tamako. Thế à? Công ty to lắm, hoài lắm đấy. Thế à? Hơi bị nổi tiếng đấy. Vâng. Là cũng chính nhờ cái công ty ấy. Vâng. Mà cái biệt thự này nó nở ra đấy. Ôi dồi ôi, thế ạ, nở giỏi thế ạ. Vâng. Thế có khi bác có thể làm chức giám đốc chứ nhỉ? Cũng tương tự như thế. Thế à? Sếp. Có người chồng như bác á, bên bác gái bên nhà chắc là sướng một đời. Chứ sao? Cô ấy mang tiếng là làm ở công ty liên doanh này khác nhé. Oai phong lẫm liệt thế nào tôi không biết. Vâng. Nhưng mà về nhà trước tôi là phải một phép. Thế ạ? Chồng ra chồng, vợ ra vợ. Vâng. Tôi nói một là một, hai là hai. Vâng. Không có lờ mờ tôi đâu. Đấy. Có người chồng như bác thì ai mà chả thèm. Vâng. Nào thạo từ việc xây nhà này, cơm nước này, nhặt rau uống này. Cứ như trên bên này nhà em đúng là đầu tóc mặt tối, từ sáng tới tối lúc nào cũng cặm cụi có một mình. Chồng con thì chả nhờ vả gì hết. Ồ. Đấy bác xem. Đang lên cơn đấy. Động kinh à? Động kinh thì đã tốt, mà là thơ. Thơ à? Em chợt đến rồi đi không trở lại. Tôi biết mình mãi mãi chẳng bình yên, mãi mãi chẳng bình an. Yên hay an nhỉ? Tuyệt vời. Đấy bác xem, cái số em nó khổ như thế đấy. Mang tiếng con chồng mà chẳng nhờ vả gì hết. Suốt ngày cứ lờ ngờ như là dở người ấy. Có hôm em nhờ ra chợ lấy cho mớ lòng, thế mà rước về một rổ lòng ơi. Đã thế là còn bị đắt gấp rưỡi nữa chứ. Hỏng. Đàn ông thế thì hỏng hẳn chứ. Đàn ông phải là cái cột trụ cái trong gia đình. Vâng. Để cho vợ con nó dựa vào đấy. Vâng. Nó nhờ vả vào đấy. Đấy. Có thế thì nó mới sợ, nó mới nể mình chứ. Vâng, bác nói đúng đấy. Nói tôi đây này. Này, tôi đi chợ. Nó hét tôi cái mớ rau muống này là 1.000. Vâng. Đó. Tôi chỉ giả có 400, nhưng tôi đi. Vâng. Tôi quay lại, không thấy nó nói gì cả. Vâng. Tôi giả 50 nữa là 450, tôi lại đi. Cũng không thấy nó nói gì cả. Thế ạ? Cuối cùng nha, ngã giá là 750 một mớ này. Thế ạ? Tôi làm luôn 2 mớ có 1.000. Như thế tôi lợi được 1.000. Vâng. Đúng không? Vâng. Anh nói thật với Tú này, không phải anh cò kè 41 thêm 2. Vâng. Mấy trăm bọ không là cái gì cả. Vâng. Nhưng mà tội gì mà mình đã ném tiền qua cửa sổ. Bác làm gì được cái đấy đúng rồi. Đấy mà cô vợ tôi là cô ấy chúa nể và chúa sợ tôi thì cái trò chợ búa rau cỏ thế này đấy. Thế à? Ừ. Đâu rồi? Em đã về đấy à? À, đưa túi cho anh, đưa đây. Cơm nước xong chưa? Gần xong rồi. Ô hay, ở nhà làm cái gì mà giờ này chưa xong cơm nước? Ừ, đã xong được mấy món rồi, em vào mà nếm đi. Tôi cái gì tôi phải nếm? Ở nhà có mỗi một cái nhiệm vụ là làm cơm. Ừ. Anh phải nấu thế nào cho tôi ăn cho nó sướng miệng. Đúng. Mà này, tại sao lại mang rau muống ra ngoài này nhặt hả? Hả? Tôi hỏi, đúng đây, tại sao? Mang ra ngoài cho nó thoáng. Trong nhà tôi thì ngột ngạt lắm hả? Ừ, thì nó cũng ngột ngạt. Tôi biết rồi. Cái gì đấy? Tôi biết rồi. Cái gì đấy nhỉ? Xem nào. Làm cái gì đấy?
Ôi giời ơi. Cái trán của ông càng ngày càng hói rộng ra. Bản chất trỗi dậy rồi phải không? Tôi còn lạ gì nữa? Bao năm nay tôi sống với cả ông tôi còn lạ gì nữa? Chắc là mê cái con cháu lòng tiết canh bên cạnh rồi phải không? Tại sao em có thể nói anh được mê con cháu lòng tiết canh được nhỉ? Đường đường anh là một trưởng phòng của một công ty lớn, làm sao anh lại có thể yêu mê cái con tiết canh cháu lòng được? Trời ơi. Tôi biết ngay mà. Trông nhìn cái con đấy nó cứ phây ra ấy, làm gì mà cũng chẳng biết tiết mà tiết nó cơ. Này, phây ra cũng không đẹp bằng em nhá. Em đường đường quản lý một công ty lớn Aston Villa, đời nào anh lại ví em với cái con cha lo tica ấy được. Cha lo tica là cái gì? Nó là cháu lòng tiết canh, tiếng Tây nó dịch ra. Thế bây giờ em hỏi anh, Aston Villa đẹp hay là cha lo tica đẹp? Dĩ nhiên là Aston Villa phải đẹp hơn cha lo tica rồi. Tôi ngồi đây. Thế bây giờ em hỏi anh nhá, có đúng là em đẹp hơn nó không? Dĩ nhiên là đẹp hơn chứ còn gì nữa. Thôi. Vợ yêu quý của thế anh mà ơi. Không nói ngay rồi người ta biết. Này bé nhỏ của anh ơi, thôi đi vào ăn cơm nhé. Ăn cơm, xong cơm rồi đi vào. Không, không nào, ăn được. Lên đây, cõng đi. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Nào. Anh ôm chặt mùa xuân vào lòng mà âu yếm. Không tranh thủ mà nghỉ trưa đi mà còn ngồi đấy âu yếm. Âu yếm ai đi hả? Tôi không âu yếm cô, không ôm chặt cô, vì người cô toàn mùi lòng lợn với mùi hành tỏi. Phải rồi, người tôi toàn mùi lòng lợn, mùi hành tỏi, nhưng mà không có cái mùi đấy thì lấy đâu ra cho anh ngày ba bữa mà đổ vào mồm. Anh ăn no rồi, bây giờ anh khinh thường tôi có phải không? Đúng là đồ bạc bẽo. Cô lại đem miếng ăn ra kể với tôi? Cô lại đem miếng ăn ra kể với nghệ sĩ? Kẻ sĩ khả sát bất khả nhục. Từ ngày mai tôi sẽ nhịn, không chén nữa. Hôm nay có nhịn được không? Thơ của ta đâu rồi? Nàng ấy xuất hiện đi. Ui, nàng kia rồi. Juliet kiều diễm. Ôi, người mà ta sùng kính, người mà ta yêu đương. Giá mà nàng biết nhỉ. Nàng đang nói. Không, nàng im lặng. Dường như ánh mắt của nàng muốn nói. Hôm nay, có hai vì sao đẹp nhất trên bầu trời đi vắng. Cho nên, đã tha thiết nhờ ánh mắt của nàng lấp lánh, chờ đến lúc sao về. Ôi, nhà thơ đang làm thơ phải không? Ôi, tâm hồn của nhà thơ thật bay bổng. Lời lẽ của nhà thơ làm em xúc động quá. Em xúc động lắm nhà thơ ạ. Ui, ta cũng thật là hạnh phúc khi có một người con gái xinh đẹp đã hiểu được tình cảm của ta trong những vần thơ. Ôi, những vần thơ ta đã bắt ra từ tim óc. Nhà thơ biết không, chả bù cho chồng em gì cả, cứ ăn no một cái xong là ngủ khi. Chồng em cũng chẳng khác gì vợ ta, suốt ngày tiết canh với lòng lợn. Cô ấy đâu có hiểu được giá trị của những vần thơ. Con mèo nó tha mất khúc rồi của tôi rồi ông Dương ơi. Cô ấy đấy, lúc nào cũng tiết canh với lòng lợn. Ôi, thật bất hạnh cho đời tôi. Thôi, ta phải vào đây. Tạm biệt. Tạm biệt nhà thơ. Nàng là áng mây huyền ảo ở nơi đâu, bay đến bầu trời tôi dừng lại. Giây phút khiến tôi mờ mịt. Này,
mồm ra, ăn thử đi xem nào. Dạ dày gì mà cứ danh ngoách như là cao su, luộc thế mà luộc à? Sao mình lại đi đọc thơ cho cô ấy nghe nhỉ? Được chưa? Anh pha muối rồi, bây giờ ngâm chân nhé. Nào. Thôi. Lạnh quá. Anh muốn là chân vợ anh đóng băng hả? Anh muốn là em bị viêm họng, bị sưng phổi hả? Thôi lạnh quá thì được. Thôi được rồi, để anh pha thêm nước sôi. Chồng đi con thế đấy. Không biết là người ta sợ nước lạnh à? Rồi. Nào. Quá thì được. Đây rồi. Nói bao nhiêu lần rồi? Đấy rồi, đây. Ôi, nóng quá. Anh định luộc chân tôi phải không? Trời ơi là trời, nói bao nhiêu lần rồi. Nóng bỏng hết cả chân người ta như thế này mà làm nóng chân người ta. Không ngờ Juliet dữ hơn con cái. Chỉ có nàng mới hiểu được giá trị của ta, kính phục ta. Ta phải sang tâm sự với nàng mới được. Ông Dương có ở trong nhà không đây? Có ở nhà không mà nhà cửa lại vắng ve vắng ngoắt thế này? Này, có bốn bát tiết canh ở đây đấy, đi ra mà ăn đi. Kẻo tôi đổ cho lợn nó lại phí ra. Lại đi đâu rồi? Đi đâu mà cửa của nhà lại khóa thế này không biết được nữa. Ôi dồi ôi, chắc lại thơ thẩn thẩn ở đâu đây? Đi vắng à? Đã thế tôi ăn một mình cho nhị. Gia đình gây mất trật tự chung thì tôi can thiệp. Vì chị Tú làm đơn tố cáo chồng phải làm cô Hương. Cô Hương tố cáo chồng phải làm chị Tú, đúng như vậy không? Đúng như thế. Vì vậy tôi nhân danh trưởng ban dân phòng kiêm trưởng ban hòa giải giải quyết sự việc này như sau. Anh Dương sang ở với chị Hương. Anh Bằng sang ở với chị Thú. Như vậy có đúng không? Chờ. Nếu vậy thì anh Dương lại về với chị Thú, còn anh Bằng lại về với chị Hương. Đồng ý không?